Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn hai trận tranh vô địch châu Á của Lại Lê Quỳnh. Mời bạn xem trận đầu tiên, Lại Lê Quỳnh cầm đen thủ hậu gặp Lê Dũng Nghiêu của Malaysia cầm đỡ đi tiền, trận đánh rất là hấp dẫn, mời bạn thưởng thức.将军。
viên. Trang chuyên. 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 Chơi đến đây thì Lê Dũng Nghiêu hết đường chống đỡ nên đã buông cờ nhận thua. Mời bạn xem trận thứ hai. Lại Lý Huynh cầm đỏ đi tiên gặp Lê Kim Phúc của Malaysia cầm đen thủ hậu. Mời bạn thưởng thức.
将军。将军。将军。Pháo 6, bình 3, chém mã. Trên đây thì Lê Kim Phúc cảm thấy kém quân kém thế nên đã buông cờ nhận thua. Video mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây và hẹn các bạn ở video sau.